Bạn có thể sử dụng ChatGPT như một trợ lý để giúp mình viết bài tiểu luận, nhưng mà làm sao để bài tiểu luận của bạn có nhiều chi tiết hơn, mang nhiều thông tin khoa học hơn và hành văn một cách chắc chắn hơn thì nhất định bạn phải biết những cái lệch ẩn khi mà sử dụng ChatGPT này nha. Khi mà viết bài tiểu luận á, bạn sẽ cần đọc rất là nhiều sách và tài liệu khác nhau. Nhưng mà làm sao để tổng hợp lại ý của từng tài liệu, sau đó là triển khai thành ý thì cái vấn đề này vô cùng khó khăn. Và có phải là bạn đã từng ít nhất một lần sử dụng cái câu lệnh là thì cái câu lệnh này mình sẽ nâng cấp nó lên một chút xíu, đó là về cái cụm phong cách. Cái phần phong cách này á, bạn có thể đưa tên của một cái nhân vật nổi tiếng vào để ChatGPT có thể viết theo cái phong cách của người đó. Thường á, cái nhân vật nổi tiếng này mình sẽ chọn đó là một cái nhà văn, nhà thơ nổi tiếng ở trên thế giới để cho ChatGPT có đủ dữ liệu để làm việc cho mình. Tuy nhiên á, mình biết cái câu lệnh này là chắc chắn là chưa đủ, bởi vì khi mà làm tiểu luận á, rất là nhiều bạn quan tâm đến vấn đề là đạo văn. Ngày xưa khi mà làm tiểu luận á, mình nghe mọi người nói là chỉ cần 3 từ liên tiếp giống nhau ở trong một cái văn bản khác thì cái văn bản của bạn được xem như là đã đạo văn của người khác rồi. Thì cái vấn đề này mình sẽ có thể nhờ ChatGPT xử lý một cách gọn nhẹ. Mình sẽ ví dụ một cách cụ thể bằng cách copy một đoạn văn bản bất kỳ ở trên Wikipedia ha. Mình sẽ bỏ tất cả vào cái dấu ngoặc kép và ở trên ChatGPT mình sẽ ghi cái cụm từ là diễn đạt lại. Bất ngờ là nếu mà mình sử dụng một công cụ kiểm tra sao chép cơ bản á, thì bài viết ở trên Wikipedia bị đánh giá là sao chép nhiều hơn so với bài mà ChatGPT đã viết lại. Tuy nhiên, các giáo viên luôn có công cụ cao cấp hơn để có thể check được bạn có đang đạo văn hay không. Thì cái lời khuyên của mình đó chính là bạn nên viết lại luôn cái câu viết mà ChatGPT đã viết lại. Thì coi như là viết lại hai lần, thì cái vấn đề mà check đạo văn nó sẽ khó hơn. Một trường hợp khác là khi viết bài tiểu luận để tăng tính thuyết phục thì bạn sẽ cần trích dẫn những cái thông tin ở trong sách hoặc là làm rõ một cái vấn đề, một cái nhân vật nào đó ở trong sách vào cái bài tiểu luận của bạn. Thì cái vấn đề này sẽ khiến bạn mất bao nhiêu thời gian để có thể đọc hết một cuốn sách và nắm ý của quyển sách đó. Nhưng mà với ChatGPT thì chỉ cần 30 giây thôi. Cung cấp cho tôi đề cương cho cuốn sách. Thì ở đây mình ví dụ là cuốn sách Ông già và biển cả. Tiếp đến là bạn hãy nhờ ChatGPT làm rõ bất kỳ điểm nào mà bạn muốn. Ví dụ như là làm rõ điểm thứ hai thì bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết về nhân vật của quyển sách này. Khi mà bài tiểu luận của bạn đã đầy đủ những cái thông tin mà bạn muốn và đã vượt qua được cái vấn đề đạo văn thì cái yếu tố còn lại bạn quan tâm đến đó là gì? Mình thấy rất là nhiều người bỏ qua cái vấn đề này nha. Nhưng mà cái vấn đề này á, nó lại vô cùng quan trọng trong việc mà cái cách người khác nhìn vào cái bài của bạn như thế nào và đánh giá nó ra sao. Thì đó chính là về cái việc là giọng văn và ngữ pháp chính tả. Trong cái cách viết thông thường của mình á, đó là cái giọng cơ bản. Nhưng mà làm sao để nâng cấp cái bài luận văn của bạn lên thì các bạn hãy yêu cầu để viết cho cái bài tiểu luận của bạn mang cái phong cách khoa học hơn. Thì đây chính là cái câu lệnh mà bạn cần sử dụng, đó chính là thay thế phong cách viết đơn giản của tôi bằng phong cách khoa học. Cuối cùng là về việc ngữ pháp và chính tả thì các bạn chỉ cần nhập tiếp cho mình cái câu lệnh này là hãy đóng vai một người chuyên sửa đổi chính tả, ngữ pháp và cải thiện văn bản trong bài tiểu luận. Sau đó thì ChatGPT sẽ yêu cầu bạn gửi đoạn văn bản cần sửa đổi và bạn chỉ cần gửi thôi. Rõ ràng là AI là một trợ lý rất tốt để có thể giúp chúng ta làm được rất là nhiều việc. Nhưng mà ngoài việc ứng dụng trong công việc thì AI cũng có thể giúp chúng ta kiếm tiền. Dù bạn đang đi làm hay thậm chí đang là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường thì cũng có thể sử dụng AI để làm việc kiếm tiền. Ở những video sau mình sẽ lần lượt chia sẻ về cái chủ đề này nha.